cuộc đảo chính quân sự làm chấn động thế giới ở Mali. Ngày 18 tháng 8 năm 2020, quân đội Mali phát động một cuộc binh biến tại một căn cứ quân sự lớn gần thủ đô Bamako. Những binh lính nổi dậy đã yêu cầu tiến hành cải cách chính trị, một cuộc chuyển giao quyền lực và tổ chức tổng tuyển cử. Hàng loạt quan chức cấp cao của chính quyền bị bắt giữ, trong đó có Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita và Thủ tướng Bobo Cisse. Ngày 19 tháng 8, ông Keita tuyên bố từ chức, giải tán chính phủ và quốc hội. Những người lãnh đạo cuộc đảo chính thành lập Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Nhân dân, đứng đầu là Đại tá Assimi Gota, đồng thời ra lệnh đóng cửa biên giới và giới nghiêm toàn quốc. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Keita được trả tự do. Sau nhiều cuộc đàm phán với giới lãnh đạo chính trị và đại diện xã hội dân sự, ngày 12 tháng 9, quân đội Mali đã thông qua một luật cơ bản và lộ trình chuyển tiếp tại quốc gia châu Phi này. Ngày 25 tháng 9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Banadou nhậm chức Tổng thống Mali giai đoạn chuyển tiếp, trong khi Đại tá Assimi Gota tuyên thệ Phó Tổng thống.